Dạ chào cô chú đang xem kênh cô chú. Hôm nay Phụng tiếp tục lên clip nữa cô chú ơi. Bông trang lá nhỏ mà trang xưa của mình nha cô chú. Cây thần chậu đang cho hoa đủ màu, màu đỏ, màu cam, màu vàng và màu tím sen. Xin giao lưu cùng cô chú ạ. Chúc sức khỏe cô chú vừa qua ủng hộ cho Phụng. Và cô chú đang xem clip nha cô chú. Số điện thoại của Phụng là 0939 866 039. Số đó là số Zalo luôn. Địa chỉ của Phụng là ở huyện Bình Tân nha cô chú. Vô cây số 1. Cây số 1 là cây này là màu hồng phấn cô chú ơi. Đẹp lắm cô chú, cây già cây to lắm. Cây thường nữa cô chú. Chiều cao là được 25. Tán ngang là 19. Màu hồng phấn nha cô chú. Cây này có cái đế rất đẹp, cái hình đẹp. Hoành vị trí cây này thì được 22. Rồi, cây mã số 1 này giao lưu 500 ngàn cô chú ơi. Khi ship đi là rút chậu bó bầu. Dạ đổi cây. Qua mã số 2, màu này màu tím sen. Cây thần chậu là ship đến cô chú, cây vẫn tươi, cô chú về thay chậu là cô chú chơi. Chiều cao 28, tán ngang 25. Cũng đang cho nụ đó cô chú. Củ đế đẹp, già cây lắm cô chú ơi. Hoành vị trí này được 21. Hoành củ đế này thì được 28. Số 2 này 700 ngàn luôn. Dạ đỡ cây. Qua mã số 3. Màu tím sen luôn. Chiều cao là 34, tán ngang là 30. Cây già ngoài nó già ghê luôn cô chú. Hoành vị trí thì được 20. Hoành đế thì được 42. Số 3 nó cũng 700 ngàn luôn cô chú ơi. Khi ship đi là rút chậu bó bầu nha cô chú. Dạ đó cây. Tiếp mã số 4. Cây này là màu cam. Màu cam là màu cà rốt đó nha cô chú. Chiều cao là được 30. Tán ngang là được 25. Lô cây mua lô cây lựa cây già cô chú ơi. Nên cây nhìn về nhìn ở trong video cô chú xem già cô chú biết về cây cô chú cũng ưng ý lắm, cây rất là già đẹp cây. Hoành vị trí được 24. Rồi số 4 này nó 700 ngàn luôn. Dạ đổi cây. Qua mã số 5. Cây này đẹp tán cô chú, màu cam. Chiều cao là được 25. Tán ngang là 35. Đẹp lắm cô chú ơi, tròn vo, dày. Hoành vị trí là được 21. Số 5 này cũng 700 ngàn luôn. Ở cây cô chú ơi. Qua mã số 6. Mấy cây mà già mình mua về mình chăm nó cực hơn mấy cây non nha cô chú. Chăm rất là cực mà như vậy là rất cây nó ok, cây đẹp rồi cô chú. Chiều cao là từ 28. Tán ngang là 35. Hoành vị trí là được 23. Hoành đế nữa nha cô chú. Hoành đế là được 44, 45 nha cô chú. Rồi số 6 này là 800 ngàn luôn. Đổi cây cô chú ơi. Qua số 7. Màu vàng nha cô chú. Chiều cao như vậy thì được 30. Tán ngang đo ngang như vậy thì được 35.
hoành chỗ này thì được 22. Cái hoành đế thì được 40. Cây nhìn ở ngoài rất đẹp cô chú. Rồi số 7 này 1 triệu nha cô chú. Đó, ok. Qua số 8. Mấy cây này hồi lúc nó là một bụi rất là lớn, ngọn rất là to. Nên cắt thành chai thành bonsai như vậy cô chú sao với giá vậy, cái cây nó rất là mềm chứ không có mắc nha cô chú. Chiều cao là 35. Tán ngang là 35 luôn. Hoành vị trí này được 328. Rồi số 8 này 1.200.000 luôn. Khi ship đi là rút chậu bó bầu nha cô chú. Dạ đổi cây. Qua mã số 9. Cũng màu vàng cô chú ơi. Chiều cao 28. Tán ngang 35. Hoành vị trí này được 20. Số 9 này 600.000 luôn. Giờ đỡ cây. Qua mã số 10. Màu đỏ cô chú ơi. Chiều cao là được 20. Tán ngang là 22. Hoành vị trí này được 26. Rồi số 10 này 800.000. Dạ đỡ cây. Qua mã số 11. Chiều cao là 20. Tán ngang là 25. Cô chú ở xa cách mấy gửi đến cô chú cây cũng vẫn tươi, lá vẫn xanh bình thường, nụ hoa vẫn bình thường nha cô chú. Tại cây thần. Hoành vị trí này được 24. Rồi số 11 này 700.000. Dạ đỡ cây. Số điện thoại của Hùng là 0939 866 039, số đó là số Zalo luôn cô chú ơi. Cô chú chốt cho địa chỉ là Phụng gửi đến nhà hả? Mà cô chú chốt rồi cho địa chỉ rồi là Phụng gửi, đó là cô chú chào nhân cây nha cô chú. Chiều cao là 25. Tán ngang là 25 luôn. Hoành vị trí này là 25 luôn. Rồi số 12 này 500.000. Dạ đổi cây. Qua mã số 13. Chơi bonsai mà nó già cây cô chú chơi mới thích cô chú. Nó lùng nó liền nữa là đế nổi nữa. Đế đặc rất là đẹp. Chiều cao là 25. Tán ngang là 25 luôn. Hoành chỗ này thì được 24. Xuống tí xíu chỗ cô đế này nha cô chú. Chỗ này thì được 28. Rồi 13 này 800.000. Đổi cây. Mã số 14. Chiều cao là được 32. Tán ngang 33. Hoành vị trí này được 30. 30 to lắm cô chú, mà đã 20 trở lên là nó đã to cây rồi. Rồi 14 này 700.000. Dạ đổi cây. Qua mã số 15. Chiều cao là được 28. Tán ngang 30. Hoành vị trí này được 25. 15 này 700.000 luôn. Đó, ok.
qua mã 16. Chiều cao là 20, tay ngang 25. Rất đẹp cô chú đó. Hoành vị trí này được 19. Rồi 16 này 500 ngàn cô chú ơi. Rồi ok. Qua mã số 17. Chiều cao 22, tán ngang 24. Hoành vị trí này 18. Hoành đế của nó là được 38. Đẹp cô chú nhìn kìa. Rồi 17 này 600 ngàn. Giá này bao ship toàn quốc không cô chú ơi. Ok. Qua mã số 18. Chiều cao là 20, tán ngang 20. Đọt già là nó lên hoa nha cô chú. Có cô chú về nó sao mà nó chậm ra hoa, nhưng mà nó đọt nó già nó sẽ ra hoa cô chú ơi. Hoành vị trí thì được 20. Cây nhỏ nhỏ mà có duyên rất già cây. Rồi 18 này 500 ngàn cô chú ơi. Ok. Qua mã số 19. Chiều cao là 22, tán ngang là 25. Hoành vị trí này được 22. À, 19 này 700 ngàn. Rồi đó ok. Qua mã số 20. Chiều cao là được 28, tán ngang là được 30. Chọn do gì khờ ta cô chú. Vậy đặt hết trơn nha. Đẹp lắm. Hoành vị trí này được 25. Đó, nhìn cô chú nhìn đế cây kìa. Rồi mã 20, 800 ngàn luôn. Rồi ok. Qua mã 21. Thành phẩm này chỉ vô dây chút xíu thôi, nhưng mà nhìn cô chú nhìn xem này nó cũng tờ tự tự. Cái này tự nhiên cô chú ơi, đẹp. Chiều cao là được 28. Tán ngang là 35. Hoành chỗ này thì được 20. Hoành đế này được 40. Rồi 21 này 800 ngàn luôn. 20-21 cặp này giống rồi cô chú. Đẹp. Và đỡ cây. Qua mã 22. Chiều cao 25, tán ngang là 28. Lá nhỏ màu nào cũng đẹp hết trơn cô chú. Hoành vị trí thì được 27. 22 này 700 ngàn luôn. Dạ đỡ cây. Qua mã 23. Chiều cao 29, tán ngang 30. Hoành vị trí này được 25. 23 800 ngàn. Đỡ cây. Tiếp qua mã 24. Chiều cao là 20, tán ngang 22. Hoành đo vị trí này được 24. Đẹp của chú nó nở, nó bự rồi nè. To cái hoành. Rồi 24 này 600 ngàn.
Đó, ok. Qua mã 25. Chiều cao là 229. Đá ngang 30. Hoành vị trí là được 24. 25 này 600 ngàn luôn. Và đổi cây. Qua mã số 26. Chiều cao là được 22. Tán ngang 25. Hoành vị trí này được 27. 26 này 800 ngàn luôn. Dạ đó, ok. Qua mã số 27. Chiều cao là 22. Tán ngang 25. Hoành vị trí này được 26. Rồi 27 800 ngàn cô chú ơi. Đổi cây. Qua mã 28. Chiều cao 22. Tán ngang 25. Hoành vị trí này 25. Rồi 28 này 700 ngàn. Đẹp đế cô chú ơi. Ok. Qua mã 29. Chiều cao 20. Tán ngang 25. Hoành vị trí này 25. 29 này 700 ngàn. Đổi cây. Qua mã 30. Chiều cao 20. Tán ngang 25. Hoành vị trí này được 25 luôn. Hoành 25 rồi cô chú ơi, nó bằng bắp tay mình vậy đó. Rồi mã số 30 800 ngàn. Rồi đó, ok. Rồi mã 31. Chiều cao là 24. Tán ngang là 28. Nụ này có nụ này ha, đem về cô chú. Cô chú thay chậu chơi nụ vẫn còn bình thường. Cô chú không chưa có tàn đâu cô chú. Đẹp cây. Đo chỗ eo này thì được 24. Xuống quỳnh của đế này thì được 30. Hết biết đẹp nha cô chú. Nè. Rồi 31 này 800 ngàn luôn. Đó cây cô chú ơi. Rồi qua mã số 32. Một cây ngâu của cô chú. Chiến Gò Phụng có đăng clip cái cây ngâu này. Khách chốt rất nhiều. Cái anh khách đã anh chốt đầu tiên anh đặt cho rồi. Bắt đầu đem tới cả thuê bao nha cô chú. Bây giờ Phụng giao lưu lại tội nghiệp cho Phụng. Chốt rồi thì chờ nhận cây có đâu mà không nhận nha cô chú. Mình chốt rồi thì thôi. Chờ còn không chốt thì thôi chứ rồi cũng thôi cô chú xem clip xem chơi thôi chứ. Mã này là bao sống bao ship cho cô chú luôn. Chiều cao là được 59. Cây ngâu của cô chú. Cây ngâu này đang nằm trên chậu á. Hoa của nó màu vàng. Đang nằm trên chậu thằng chậu nha cô chú. Cây rất già luôn. Đẹp cây. Chiều cao 59. Hoành cũ chỗ này chú, hoành cũ 30. Hoành thân chỗ này thì được 17. Cây ngâu này hoa màu vàng cô chú ơi. Rồi mã số 32 này giao lưu là 900 ngàn nha cô chú.
Dạ, mã số 32 là mã số cuối clip của Phụng ngày hôm nay rồi cô chú ơi. Không biết nói gì hơn, chúc cô chú đang xem clip dồi dào sức khỏe nha cô chú. Ủng hộ cho Phụng và cây về chơi. Số điện thoại của Phụng là 0939 866 039. Số đó là số Zalo luôn. Địa chỉ của Phụng là ở huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long. Hẹn cô chú gặp lại clip sau. Dạ, xin chào cô chú nha. Dạ, chào. Cảm ơn quý cô chú anh chị đã xem hết video. Chọn được cây ưng ý liên hệ với nhà vườn Mỹ Phụng để chốt cây. Số điện thoại được đặt trên tiêu đề và trong mô tả. Chân thành cảm ơn. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.